Xin chào mọi người đã quay trở lại với Nhà số Hà Nội. Để nói đến dòng DAC chạy thêm mạch preamplifier, mình hay gọi là dây đen á, thì chắc chắn Linh sẽ nhắc đến ngay một cái tên có thể nói là rất đặc biệt, chính là FX Audio A10. Thằng này thì có lẽ rằng là không chỉ riêng Nhà số Hà Nội và quá nhiều shop khen nó bởi vì âm thanh của nó rất là hay. Linh vẫn nói FX Audio A10 là một chiếc DAC mà khi Linh test trải nghiệm với các cái dòng DAC trong phân khúc cao tiền hơn, cụ thể là gấp rưỡi, thì âm thanh nghe không khác nhau. Mà mức giá của nó hiện nay chỉ có 3 triệu 150 nghìn thì mình thấy đây là cái sản phẩm mà chúng ta rất xứng đáng chơi trong hệ thống âm thanh nhà mình. Và đã quá nhiều anh em muốn mua nó nhưng lại thích màu bạc. Tại vì trong hệ thống ví dụ như của Linh đây, dùng Lackman là 505U, nó màu bạc. Rồi mình dùng các cái thiết bị màu bạc thì cái màu đen này nó lại không hợp. Và đúng cái nhu cầu đó, gần đây FX Audio có sản xuất cho chúng ta thêm một mẫu A10 màu bạc. Thì trên thực tế nó chẳng có khác nhau gì cả nhá. Nó chỉ có đúng một sự thay đổi, đó chính là cái mặt nhôm phay ở phía trước. Mọi người nhìn thấy phiên bản màu đen của chúng ta này là toàn bộ màu đen và có một cái dòng trắng ở phía giữa. Nhưng sang phiên bản màu bạc thì toàn bộ là bạc và có một cái dòng đen ở phía giữa, và cái chữ FX Audio này của chúng ta cũng là màu đen. Còn mọi thứ là giống nhau. Vậy thì với thiết kế như thế này thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn để chơi trong hệ thống âm thanh nhà mình. Chúng ta có thể sử dụng những cái con âm ly săn xui đấy, những cái con màu đen bóng rất đẹp thì chúng ta chơi với màu đen. Chúng ta có thể sử dụng âm ly đền ông rồi vang rồi các cái thiết bị màu bạc thì chúng ta sẽ lựa chọn màu bạc để nó phù hợp hơn. Tất nhiên là Linh thấy là nếu như màu bạc thì cái núm này các ông ấy nên để màu bạc thì nó đồng bộ và nó đẹp hơn. Chắc có lẽ là các ông ấy cũng ở đâu đó thì người ta cũng đã tính toán rồi và người ta để nguyên cái núm này màu đen, tức là thay mỗi cái mặt nhôm này thôi mọi người nhé. A10 về ngoại hình là thay đổi như vậy rồi, tăng thêm sự lựa chọn. Thế thì để phát huy hết được cái chiếc DAC kiêm bóng đèn này, kiêm dề đèn, thì chúng ta có thể có hai cách độ. Linh vẫn hướng dẫn mọi người cách độ thứ nhất là chúng ta sẽ thêm cái cặp bóng gian 5670 như thế này. Đây, mọi người thấy không này? Đây. Nó rất là chặt nhá. Cái bóng này chúng ta hơi lay lay đi một xíu xong rồi chúng ta rút nó ra. Nó sẽ rất là chặt. Đấy. Chúng ta sẽ sử dụng bóng 5670 như thế này thay cho bóng nguyên bản. Đây bóng nguyên bản đây, mọi người thấy này, nó cao hơn này. Đấy, còn bóng 5670 thì nó thấp hơn nhá. Và cách thứ hai là chúng ta có thể độ opam. Độ opam ở đây cũng chơi rất là hay. Mình cũng đã trải nghiệm này, cũng đã lắp cho nhiều chú khách. Khi mà độ opam thêm là tiếng nó sẽ dày hơn, nó nổi hơn. Khi mà độ bóng đèn tốt hơn này, tiếng lại dày hơn một tí nữa, nổi hơn một tí nữa, độ chi tiết cao hơn một tí nữa. Tất nhiên là chúng ta đạt được đến 5 đến 10%, nó đã là cả một quá trình rồi. Và mình nghe thấy sự khác biệt rõ ràng thì đấy là sự thay đổi rất rất lớn trong âm thanh. Và với cái mức giá độ thêm nó chỉ rơi ở đâu đó mấy trăm ngàn thì chúng ta có thể độ được. Cặp bóng này chúng ta có thể độ được. Và Linh lưu ý khi chúng ta sử dụng các cái thiết bị chơi bóng đèn, ví dụ như là tiền khuếch đại đèn, ví dụ như là âm ly đèn nhá, thì chúng ta khi cắm thì mọi người chú ý cho em là cắm chặt vào, cắm đúng các cái chân này và cắm ngập chân, cắm ngập lật chân luôn. Chứ nếu như cắm hờ 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 sợ nó vỡ ơi sợ nó bị làm sao đó, chúng ta cắm hờ nó vẫn vào điện, nó vẫn sáng, cái đèn led ở phía dưới nó vẫn có thể sáng hắt lên, vẫn vào điện nhưng nó không chạy được, nó không ra tiếng của một bên, cái bên nào mà lỏng cái là nó không ra tiếng. Chúng ta chú ý, Linh gặp rất nhiều anh khách về khi mà mua về lắp, bảo em ơi có vấn đề sao á, anh lắp nó không có được, anh chơi nó không ra tiếng, không biết là máy lỗi hay là thiết bị nhà anh lỗi hay là máy của chú lỗi rồi, anh vừa mới mua xong đã lỗi rồi. Thế là khi mà mình gọi video Zalo á để mình hướng dẫn, tại vì các khách nhà Linh khi mà nhận sản phẩm muốn hướng dẫn thì Linh sẽ điện Zalo mình hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn lắp đặt ra làm sao. Thì bắt đầu mới thấy là các anh ấy đặt cái bóng này lên nó hơi hờ hờ thế này, mình sờ vào nó còn lung lay, trong khi những cái bóng của chúng ta lắp chuẩn này mọi người thấy này, lung lay rất là chặt, đâu có lung lay đâu. Này bên đây cũng thế này. Đấy, mọi người thấy không? Còn bên đây ví dụ như người ta lắp lỏng thì nó chỉ có lay lay như thế này thôi. Nó cũng đã lay được rồi. Thì lúc đấy là do lỗi cắm bóng không chuẩn xác.
chúng ta dùng bóng đèn thì chúng ta chú ý cái điều đấy thôi. Còn lại là về kể cả bóng có vỡ thì Linh cũng vẫn sẽ bảo hành thay cho mọi người bóng mới. Bóng thì cũng bảo hành 12 tháng cơ mà. Có sợ đâu, có phải là vỡ bóng là không có bóng thay thế đâu. Vẫn thay thế, vẫn dùng, vẫn sửa chữa bình thường. Được không ạ? Và để nói thêm một xíu nữa về FX Audio A10 thì đây là một chiếc DAC cho chúng ta cổng sub out. Nó có sub out này. Rất đặc biệt nhá. Thành thử ra là khi chơi trong hệ thống âm thanh có sub điện thì chúng ta lấy cái đường sub out này chúng ta đấu thẳng xuống sub điện đó. Rất tiện và rất hay. Tránh trường hợp là chúng ta phải đấu thêm dây hay là đấu từ các cái thiết bị vang hay là line từ âm ly ra, nó sẽ không tiện bằng việc là chúng ta xuất thẳng từ DAC. Gọn, tiện và hay. Ngoài ra thì nó có tất cả là 4 cổng vào. Phần bên trái này thì là cổng của DAC. Có Bluetooth này, có USB optical. Đây là tính năng của DAC. Còn bên phải đây chúng ta thấy là không sử dụng tính năng DAC nữa thì chúng ta có thể sử dụng nó là một con preamp thuần, tức là một con tiền khuếch đại đèn thuần. Mọi người chơi CD, mọi người sẽ xuất cổng CD xuống đây. Sử dụng tính năng dề đèn này rất là hay, rất là tiện. Đây là sản phẩm 2 trong 1. Và Linh đánh giá lại một lần nữa FX Audio A10. Đây Linh sẽ tháo ra để chúng ta nhìn sơ sơ qua cái khe cắm bóng này thì chúng ta sẽ thấy là linh kiện của người ta chất lượng đến như thế nào. Đây mọi người thấy này, không biết mọi người có nhìn rõ không đấy. Đây này, cái màu hơi tối tối này, đây là con tụ Wima của Đức đấy, các cái linh kiện tụ Linh đã tháo mạch ra rồi. Nhưng mà khi mà nhận sản phẩm đây là bên bên trong này này, nếu như mà nó hơi khó nhìn một xíu nhỉ, chúng ta cầm chúng ta nhìn thôi là sẽ thấy một dãy tụ màu hồng ở bên trong đây của đấy 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 đấy, mọi người thấy chưa, một dãy tụ màu hồng luôn, toàn tụ của Wima, tụ âm thanh cao cấp. Rồi bên đây các cái con tụ Nichicon để mọi người thấy này. Linh mở mạch ra thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy rất là rõ rồi. Còn đây mình sơ qua, mình nhận sản phẩm, mình nhìn thôi là mình đã thấy cả một cái hệ thống mạch của FX Audio A10 cực kỳ chất lượng. Và với mức giá 3.150.000, ngoài ra Linh tặng tài khoản Tidal chơi nhạc trực tuyến, tặng thêm cho mọi người nếu như không chơi dây quang hoặc có dây quang rồi thì mình tặng thêm một cặp AV Canaria bãi Nhật. Hoặc nếu như có dây AV rồi muốn chơi được TV thì Linh có thể tặng cho mọi người audio quét, dây quang audio quét có độ dài tùy 1,5m, 2m hoặc 3m đều được. Để chúng ta chơi làm sao tiện lợi nhất, làm sao gọn nhất. Ok, thế thì bây giờ sẽ mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe lại cái chất âm của FX Audio A10. Linh sẽ thể hiện trên một hệ thống âm thanh có độ chi tiết cao, có độ bén rất là bén và đặc biệt giải chép rất là sáng, đó là Elux BS243 Limited và đánh nó là âm ly Premier I30. Đối với cái dòng đây, đối với cái hệ thống loa này của Linh thì khi mà Linh chơi á, mọi người để ý là với các cái dòng DAC nó quá chi tiết thì nó sẽ bị chói và nó sẽ bị gắt. Cái giải cao nó sẽ bị gắt và nghe nó hơi hơi có cái gì đó cảm giác nó đanh. Vào A10, từ A10 xuất ra tiếng êm luôn. Các cái giải cao tuyệt nhiên là sẽ không còn bị chói nữa. Chúng ta sẽ nghe nó không bị đanh, nó không bị nhức đầu nữa. Rất êm, vẫn lung linh, vẫn cao, vẫn sáng, nhưng kèm theo đó là cái sự lung linh trong êm dịu, trong ngọt ngào. Nào, mời chúng ta cùng theo dõi nhé. Tìm nhau đến tóc rối,
nhạt màu môi người đi khuất nẻo chân trời. Người đi rồi còn riêng ta thui thùi đường tình một lần thoáng thương tối ngọc ngà. Yêu thì vời đau thương thì lại đây còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay ta dại khờ nên tim tất cả tiếng ngọt tiếng buồn người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi thôi qua rồi từng đêm đường bao yêu một lần vui có bạn nỗi sầu. Người đi rồi còn riêng ta thui thùi đường tình một lần thoáng thương tối ngọc ngà. Yêu thì vời đau thương thì lại đây còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay ta dại khờ tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi thôi qua rồi từng đêm đến tóc rối đường bao yêu một lần vui có bạn nỗi sầu thôi qua rồi từng đêm đến tóc rối đường bao một lần vui có bạn nỗi sầu thôi qua rồi từng đêm.